Thưa quý vị, như vậy thì thị trường chứng khoán trong nước và đặc biệt là chỉ số VN-Index đã hồi phục trở lại trong phiên giao dịch thứ 6 vừa rồi. Chỉ số VN-Index đã tăng tốc khá mạnh và tăng lên vượt mốc 1.060 điểm. Chỉ số sàn Hà Nội HNX Index cũng có một kết quả tăng lên mốc 122 điểm và thanh khoản trên cả hai sàn trong phiên thứ 6 đã đạt trên 11.000 tỷ đồng. Và chúng tôi sẽ cùng nhìn lại phiên dịch thứ 6 vừa rồi và cả tuần với vị khách mời là anh Huỳnh Anh Tuấn, tổng giám đốc công ty chứng khoán SCC. Chào buổi sáng anh Tuấn. Thưa anh, ở những cái phiên giảm đó thì chúng ta thấy rằng là thanh khoản có vẻ như là cũng có phần nào sụt giảm cùng với chỉ số, nhưng mà khi mà thị trường hồi phục lại trong phiên thứ 5 và thứ 6 của tuần vừa rồi đó thì thanh khoản ở cái mức 11.000 tỷ đồng thì theo anh, với một cái xu hướng như vậy thì chúng ta có kỳ vọng rằng là trong cái tuần tiếp theo thị trường sẽ không còn rung lắc như là cái tuần vừa rồi không ạ? Theo tôi rõ ràng chúng ta thấy cái sau cái phiên mà giảm điểm khá là mạnh thì cái tâm lý nhà đầu tư có vẻ là thận trọng lại, bởi vì chúng ta thấy là cái thị trường trong thời gian đầu năm tới giờ hầu như là tăng cái mức độ tăng chỉ số index là tôi cho là khá nhiều. Dạ. Và cũng khá nhanh. Vì thế sau một cái cú giảm điểm mạnh thì nhà đầu tư cũng có cái sự chùn bước, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy thị trường đang ở một cái xu hướng là tăng trưởng trung và dài hạn. Vì thế tất cả các dòng tiền hầu như là đều hướng về thị trường chứng khoán. Bởi vì nếu chúng ta so sánh về dòng tiền thì chúng ta thấy là trong suốt năm qua thì tỷ giá đồng đô hầu như không thay đổi. Và lãi suất tiết kiệm hiện nay cũng ở mức tương đối là ở mức thấp. Và thị trường vàng thì hầu như cũng không có cái biến động nhiều, thậm chí xu hướng giảm. Vì thế tất cả các dòng tiền hiện nay hầu như đều hướng về thị trường chứng khoán. Và tôi cho đó là cái xu hướng dài hạn của 2018. Vâng. Và điều đó được thể hiện qua chúng ta thấy khi các đợt thối vốn của các doanh nghiệp nhà nước hầu như đều thành công khá là mạnh mục. Và tôi cho rằng là hiển nhiên cái trong cái quá trình tăng của thị trường thì chắc chắn là thị trường luôn luôn xảy ra những cái phiên mà tôi cho rằng là rung lắc, và cũng có những cái cổ phiếu hầu như cũng đang sang tăng trưởng lẫn nhau, để một mặt đó là giữ chỉ số index ở một cái xu hướng tích cực. Dạ. Và chúng ta thấy rằng là đối với lại thanh khoản của thị trường trên 11.000 tỷ đồng trong cái phiên thứ 6 và sắp tới thì có nhiều quan điểm cho rằng là thậm chí cái mức thanh khoản này sẽ còn nhiều hơn nữa, đặc biệt là khi mà những cái cổ phiếu lớn được IPO, chúng ta thấy rằng là còn PV Oil và PV Power vẫn sẽ được IPO trong thời gian sắp tới. Như vậy thì dự đoán rằng là cái thanh khoản, cái dòng tiền sẽ chảy vào thị trường chứng khoán thậm chí là còn nhiều hơn cái mức 11.000 tỷ như bây giờ nữa. Nhưng mà ở một vài cái quan điểm thận trọng thì cũng cảm thấy có phần nào lo ngại khi mà thị trường tăng trưởng một cách nóng như vậy, và hiện tại chúng ta cũng thấy rằng là đang có những cái trao đổi xung quanh cái việc là Ủy ban chứng khoán muốn áp dụng cái việc là tăng tỷ lệ ký quỹ khi mà các nhà đầu tư vay margin, và hiện giờ chúng ta thấy rằng là vẫn chưa biết rằng là cái luật này có áp dụng hay không, thì quan điểm của anh trên cái vấn đề này thì như thế nào? Chúng ta thấy riêng cái việc mà tăng tỷ lệ ký quỹ nhà đầu tư thì tôi cho rằng là đứng một góc độ khách quan mà nói, hiện nay tất cả các công ty chứng khoán hầu như là không phải áp dụng cái tỷ lệ ký quỹ đồng đều cho tất cả các mã cổ phiếu. Vâng. Và bản thân các công ty chứng khoán họ cũng đánh giá được những cái mức độ rủi ro của từng cổ phiếu, thậm chí là cái danh mục mà sở dịch chứng khoán mà đồng ý cho cấp margin thì bản thân các công ty chứng khoán nhiều khi họ cũng không cấp margin cho những cái mã đó. Vâng. Vì thế tôi cho rằng là các công ty chứng khoán vẫn ở một cái thế, tôi cho là cái thế là kiểm soát rủi ro khá tốt. Dạ. Cho nên là cái việc mà động thái, việc mà mình tăng tỷ lệ ký quỹ nhà đầu tư, tôi nghĩ cái việc đó không cần thiết trong cái giai đoạn này. Mặc dù chúng ta thấy thị trường đang ở một cái giai đoạn tăng trưởng khá mạnh. Hiển nhiên cái việc Ủy ban chứng khoán lo ngại việc là có những cái rủi ro trong cái xu hướng thị trường tiếp tục tăng, thì tôi cho rằng cái việc đó nó cũng hoàn toàn bình thường. Và cái việc mà tôi nghĩ là cái việc mà siết nâng cái tỷ lệ cái quỹ lên thì tôi cho rằng cái đó nó
Tôi cho bản thân tôi cho là nếu mà đứng góc độ công ty chứng khoán, tôi nghĩ là cái việc đó không cần thiết. Dạ. Và tôi cho rằng là hiện nay có thể nói là cái nguồn vốn mà của các công ty chứng khoán, tôi đánh giá là cũng còn khá là dồi dào. Bởi vì chúng ta thấy một số công ty chứng khoán lớn vừa rồi cũng thực hiện cái việc là huy động bằng hình thức là phát hành bond để có thể chuẩn bị cái nguồn cung cấp margin cho cái quy mô thị trường, chúng ta thấy càng ngày càng lớn. Dạ. Cho nên tôi nghĩ các nhà đầu tư chúng ta cũng không quá lo ngại cái việc đó. Vâng, xin cảm ơn những ý kiến phân tích vừa rồi của anh. Thưa quý vị, vừa rồi là những ý kiến phân tích và tư vấn của anh Huỳnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc công ty chứng khoán SJC. Và đến đây thì bản chương trình Tin Sáng cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị.